Rồi, ok. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Thì cái bài trước của chúng ta, bài 4 ấy, thì chúng ta mới clear với nhau thế nào gọi là khái niệm bất đồng bộ. Được chưa? Khái niệm bất đồng bộ trong JavaScript và cái gì gọi là cái callback. Được chưa? Và cách tạo ra một cái hàm mà nó nhận cái callback. Được chưa? Thì tôi sẽ demo lại một chút về cái phần này. Rùa. Đây, ví dụ như callback chúng ta có thể là định nghĩa ra những cái hàm để nhận những cái callback. Chúng ta có ví dụ như kiểu là function test callback. Test callback này. Được chưa? Test callback. Trong này chúng ta nhận một cái hàm, ví dụ như là hàm gì đó. Được chưa? Hàm gì đó ở trong này chúng ta chỉ đơn giản là gọi cái hàm gì đó thôi. Hàm gì đó. Đóng một ngoặc nha. Dạ được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Mình có một cái test, gọi đến cái test callback và truyền lên một cái function. Truyền lên một cái function. Mình sẽ thực hiện là console log ra hello world. Hello callback. Này. Được chưa? Thế là mình đã gọi xong cái hàm callback, bây giờ nó sẽ lốc ra và cái việc lốc này, cái việc lốc này nó xảy ra ở đây. Ví dụ đây tôi sẽ tiến hành là đây console log. Console log 1. Ở đây là console log 2. Đây chứ, ở đây là console log 2. Đó. Bây giờ chúng ta đây trong này là con số lốc 3. Ở đây là con số lốc 2 nhé. Con số lốc 2. Ở đây chúng ta để là con số lốc 3. Bây giờ chúng ta chạy cái hàm này, chạy cái file này. Copy path này. Đưa vào trong cái đường dẫn ở đây. Chúng ta nhìn này, output ra là 132. Được chưa? Chứ không phải là 123 nhé. Thế vì sao nó lại là 123 à 132? Thì như này, ở đây chúng ta có cái lốc 1 thì là nó là cái này đầu tiên rồi, bởi vì nó chưa chạy cái function này, cũng chưa chạy cái function này, nó lốc ra số 1 đúng không ạ. Sau đó chúng ta có cái hàm thứ hai là hàm test callback, gọi đến cái hàm này đúng không ạ, gọi đến cái hàm này, nhưng mà ở trong cái hàm test callback này nó nhận một cái tham số là một cái hàm function, cái hàm vô danh ở đây, chúng ta để con số lốc 2. Nhưng mà tại thời điểm cái hàm test callback 2 nó được thực thi ấy, test callback được thực thi ấy, thì nó sẽ chạy cái lệnh này trước, nó chạy cái lệnh console log 3 này trước, chạy lệnh log 3 này trước, sau đấy xử lý xong cái này thì nó mới gọi đến cái hàm gì đó, tức là nó thực thi cái function này, nó thực thi cái function này luôn. Sau khi nó log cái số 3 này ra thì đến khi mà cái function này được thực thi là cái đoạn này thì cái console log số 2 nó mới được in ra ngoài và hiển thị tiếp cái console log và hello callback ở đây. Thì đấy, nó là cái cách chúng ta làm một hàm hay là một cái ví dụ về khái niệm về callback, được chưa? Và tạo ra hàm callback nó như thế nào, được chưa? Cái text này không nhất thiết là phải là chữ callback nhé, các bạn để là cái chữ gì cũng được, được chưa? Còn giải thích vì sao chúng ta làm được như này ấy. Giải thích ví dụ đây nhận biến này, xong biến này chuyển thành hàm này thì dễ lắm. Đây ví dụ tôi có một cái hàm như sau, function gọi là như này nhỉ? Thôi rồi, cái này cũng khá là, bởi vì nó không nó chỉ cái việc function này nó chỉ áp dụng trong này thôi, thì không khác gì ở trong này chúng ta sẽ bê cái đoạn này vứt vào đây và chúng ta gọi tiếp đến cái đóng ở ngoặc như này nữa thì là nó thực thi cái hàm function này luôn. Thì đấy là cái ý nghĩa mà khi mà với cái callback nó thực sự nó chạy ấy, thì là thực thi cái hàm ở trong này tại thời điểm này, thế thôi. Thì do đó là chúng ta mới ra cái 132, được chưa? Chứ cái số 2 ở đây nó không phải là một đây xong chạy vào trong này là hai nó chạy luôn, mà là cái function này được chạy tại thời điểm này. Thì đấy là cái callback chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài số slide số 6.
là bất đồng bộ và xử lý bất đồng bộ phần 2. Thì ở trong cái bài này chúng ta sẽ giải thích nói rõ hơn về cái khái niệm khuôn Bechdel, và cũng show cho các bạn những cái cách để xử lý cái việc code của mình để tránh những cái khuôn Bechdel ra. Và cuối cùng là khái niệm, chúng ta sẽ làm việc với khái niệm về promise và code những cái ví dụ về promise. Được chưa? Thì chúng ta có như sau. Khái niệm về con Bechdel thì trông nó sẽ như thế nào, làm nào làm đừng để code của mình nó trông nó như thế nào. Tức là các bạn sẽ thấy là chúng ta cứ gọi đi gọi lại, đây các function callback, đây có phải callback không ạ, đây là callback đúng không, cái function này là callback này, xong lại một cái nữa callback, rất là nhiều tầng khác nhau, dẫn đến là dần dần cái sửa code của chúng ta ấy, nó sẽ thụt vào trong, nó cứ thụt vào đúng hình cái hình tam giác luôn, nó cứ thụt vào trong như thế nếu chúng ta code đúng cú pháp. Và đây có một cái hình vui vui ở đây là cái game này, cái game console ngày xưa là game đánh nhau, thì đấy nó bắn chưởng nó như thế này từ ngoài vào trong này, hoặc Kamezoko của 7 viên ngọc rồng hả? Đấy thì như này là tình trạng bị callback, được chưa? Và nếu mà chúng ta cứ để cái source code của chúng ta nó đi theo hình 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 kim tự tháp như này thì nó sẽ cực kỳ tệ cho cái việc là chúng ta, một là kiểm soát code, hai là sửa lỗi khi mà có lỗi phát sinh, sẽ rất khó để sửa được cái đống này. Do đó là khi chúng ta thực hiện code, đặc biệt là bây giờ chúng ta code JavaScript ở phía front end, hay là sau này các bạn sẽ sử dụng cái JS để làm cho Angular, cho React, cho Vue.js đấy, hoặc là các bạn chuyển code back end mà code bằng Node.js, thì chúng ta cũng rất dễ bị xảy ra cái tình huống côn bách heo như này. Do đó bây giờ chúng ta phải học cái cách để tránh nó đi, dạ, xử lý thế nào để tránh cái việc côn bách heo này đi. Thì chúng ta có như sau. Trong cái côn bách heo này thì nó có một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất là code của chúng ta phức tạp, khó nắm bắt này, khó debug lỗi này, giảm thẩm mỹ này, tức là nhìn nó rất là khó nhìn. Tiếp theo là khó maintain, khó sửa. Được chưa? Thì cái côn bách heo tạm thời của chúng ta nó sẽ như thế này. Đây ạ. Đầu tiên chúng ta có ba cái hàm: thức dậy, đánh răng, đi ăn sáng, được chưa? Và cái hàm này của chúng ta nó sẽ được thực thi như sau. Đầu tiên có cái hàm main sẽ gọi đến cái hàm thức dậy. Hàm thức dậy sẽ gọi đến cái hàm đánh răng sẽ gọi đến cái hàm ăn sáng, và trong cái hàm ăn sáng thì nó phải lốc ra cái OMG. Oh my god đấy. Được chưa? Thì như này code các bạn có thấy nó đúng là hình thành một cái kim tự tháp luôn, một cái hình tam giác ở đây luôn. Thì code như này, đây là tình trạng côn bách heo rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để xử lý cái côn bách heo đấy. Thì chúng ta có các cách xử lý về côn bách heo như sau. Đầu tiên là đặt tên cho các hàm côn bách. Cách thứ hai là thiết kế ứng dụng theo dạng module để xử lý, và định nghĩa các hàm trước khi gọi. Đây là cái ý thứ ba. Tiếp theo là hai cái ý này là những cái cập nhật mới ở trong code JavaScript bắt đầu từ năm 2015 đến giờ. Thì ví dụ với S6, tức là S 2015 bản ECMAScript 2015 thì chúng ta sử dụng promise. Được chưa? Còn với S8, tức là ES 2017, nó viết năm 2017 thì chúng ta đã sử dụng được async await. Thì là đây là những cái tính năng của từng phiên bản một nó có, chứ không phải là lúc nào nó cũng có. Không biết là bây giờ trình duyệt nó đã nhận cái async await này chưa, nhưng mà tôi chỉ chắc chắn một điều là bây giờ trình duyệt nó đã hiểu được cái S6 rồi, nhưng mà với cái S7 thì tôi S8 này thì tôi không biết nó đã nhận được chưa. Cái này còn phụ thuộc vào các cái công ty nó viết ra cái trình duyệt đấy, ví dụ như Google, Mozilla Firefox, hay là thằng Microsoft, với thằng Microsoft Edge, thì cái đấy tôi không biết được. Và bây giờ thì chúng ta chắc chắn là sẽ sử dụng được promise ở trong cái trình duyệt bình thường. Đó, thì bài này chúng ta sẽ học về cái này. Thì ví dụ như ở trong này chúng ta có những cái hàm cách xử lý đầu tiên như sau. Đầu tiên là chúng ta xử lý theo cách là đặt tên cho cái hàm callback để chúng ta dễ xử lý hơn. Thì ví dụ như ở đây. Ví dụ như ở đây này. Chúng ta có một cái cách là không nên triển khai giống như này thì là như nào? Vì sao lại không lên? Không nên. Đầu tiên chúng ta có một cái biến form bằng cái document query selector nhá. Sau đó là bắt tạo cái sự kiện là form on submit. Thì chúng ta có thể gán cho nó bằng một cái function.
đây bằng một cái function, được chưa? Và cái dữ liệu là submit event này, được chưa? Tiếp theo là chúng ta gửi một request lên 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 server bằng cách nào đấy, đường đường dẫn của chúng ta là example.com upload, được chưa? Sau đó ở trong này chúng ta có một cái hàm function. Function này là cái function xử lý cái kết quả trả về của thằng server này, được chưa? Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có hai cái hàm, hàm function này và hàm này. Thì hai cái hàm này đều là hàm gì ạ? Hàm vô danh, tức nó không có tên gì cả, không ai biết tên là cái gì cả, được chưa? Do đó đây là cái phần là không, chúng ta không nên làm này, mà chúng ta nên làm như này. Đầu tiên chúng ta có một cái on submit bằng cái function là form submit. Tiếp theo là function ở dưới này chúng ta có post respond, để cho người dùng khi mà người người khác ấy, đọc code của mình ấy, thì người ta sẽ hiểu được à cái hàm này ý nghĩa là gì, cái hàm này ý nghĩa là gì ngay khi nhìn thấy tên của hàm. Thì đấy là cái chỉnh sửa nên chúng ta nên làm theo cách này, được chưa? Tiếp theo là thiết kế ứng dụng. Cái cách thứ hai ấy, là thiết kế ứng dụng theo hướng module. Thì cái ý tưởng này được phát kiến bởi ông Isaac Sluter, cái đấy gì đấy không biết. Ông này là cái người tạo ra cái NPM. Thì thêm một cái thông tin mới cho các bạn là NPM bây giờ đã gộp chung với lại GitHub, tức là hai thằng ấy giờ về chung một nhà rồi. Đó. Thì đây là cái quan điểm của ông là viết, khi mà viết chương trình ấy, thì chia những cái sửa code của chúng ta thành những cái module nhỏ. Mỗi module đấy thì nó phụ trách một công việc cụ thể. Thì sau đó là chúng ta hợp nhất cái đống đấy vào thành một cái khối code và nó có thể tái sử dụng được code, cũng như là tránh được cái việc là xảy ra con bách heo. Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có xử lý như nào. Như hiện tại chúng ta thấy là cái đống code này của chúng ta nó nằm lộ thiên, đúng không? Cứ gọi là nó chạy thôi. Được chưa? Nhưng với cái ví dụ ở bên này thì các bạn sẽ thấy nó dài dòng hơn, nhưng mà nó tường minh hơn rất là nhiều. Ví dụ như tôi có như sau, tôi tạo ra một cái object tên là form object này. Sau đó chúng ta có một cái phương thức ở trong cái form object này là form submit. Được chưa? Form submit bằng cái function này. Xong tiếp theo là cái phương thức thứ hai là post respond này. Được chưa? Và khi chúng ta dùng cái thằng này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tách cái đoạn mà trong khung màu đỏ này ra thành một cái file riêng. Dạ, tách ra thành trong một cái file riêng. Sau đó đến khi các bạn thực sự gọi nó thì chúng ta có thể là dùng thẻ src, dùng thẻ script để chúng ta nhúng cái file viết cái này vào, và chúng ta hoàn toàn có thể là form.onSubmit bằng cái object này chấm chấm cái form submit này. Đây, chấm cái form submit này là được. Dạ. Thì khi mà nó thực thi ấy, thì cái đoạn module này của chúng ta nó đã được tách biệt riêng ở một file rồi. Đến lúc khi mà người ta làm cái gì, người ta chỉ được mở cái module này ra mà người ta xem. Và có gì chỉnh sửa do chúng ta đặt tên rất là rõ ràng. Đây, đặt tên rất là rõ ràng ở đây rồi. Do đó người ta tìm nó cũng dễ. Được chưa? Ví dụ ở trong form object này, chấm form submit, tức là tìm đến hàm này. Trong hàm này thì gọi this.postrespond, tức là gọi đến cái phương thức này. Thì chúng ta sẽ biết được à nó đang xử lý cái gì và xử lý như thế nào. Được chưa? Thì đấy nó là cái việc là tách cái ứng dụng của chúng ta ra theo các cái module và các cái file nhỏ khác nhau. Cái phương án thứ ba để triển khai thì là chúng ta cần định nghĩa hàm trước, định nghĩa hàm trước, sau đó sử dụng callback sau. Thì đây, ví dụ như sau, vẫn là cái ví dụ như lúc nãy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy này, tôi định nghĩa ra hàm form submit, định nghĩa ra hàm post respond. Thì khi mà tôi gọi nó thì tôi chỉ việc là gọi thẳng đến cái hàm này, và hàm này nó gọi cái hàm bên dưới. Thế là xong. Được chưa? Thì nó sẽ tường minh hơn rất là nhiều, và cái đoạn code của chúng ta nhìn nó thoát được khỏi cái hình tam giác, đúng không ạ? Và bây giờ nó chỉ còn là cái việc gọi hàm bình thường thôi. Thì đấy nó là cái định nghĩa hàm trước khi gọi, thì để tránh callback. Được chưa? Các bạn đọc lại cho tôi một phần về cái này nhé, một lần nữa về cái việc là các cái cách xử lý. Cách đầu tiên đặt tên hàm callback này, cách thứ hai là thiết kế ứng dụng theo module này, cách thứ ba là định nghĩa hàm trước khi gọi. Đấy, ba cái giải pháp để chúng ta thoát được con bách heo. Các bạn đọc giúp tôi xem có câu hỏi gì cần trao đổi thì trao đổi. Được chưa? Đọc luôn nhá. Chúng ta có 5 phút để đọc cái đoạn này. Và có gì trao đổi thì trao đổi luôn trong 5 phút đấy. Sau đó chúng ta sẽ được học về cái phần promise và xử lý promise nó như nào cho trong cái dự án của mình. Bật cam lên các em ơi.
Đâu hết rồi, bật cam lên xem nào. Bọn này đi đâu hết rồi? Để điểm danh nào. Thế nào không bật lên tí kích cho phải phải lớp. Phải nhanh. Đức Huy Văn Phúc rồi. Bật cam lên em. Đây ạ. Đọc cho tôi cái đoạn từ slide số 11. Từ slide số 11 cho đến slide số 14. Thầy ơi em dùng PC không có cam đấy ạ. Cái gì? Em dùng PC không có Điện thoại đâu? Không có cam là lưu ý nhá. Này, tôi nhắc luôn này, cái này không phải cho môn này mà là cho các cái môn khác các bạn thi ấy, đặc biệt là những cái môn mà các bạn ví dụ như là tin học hay là môn tiếng Anh chẳng hạn. Thì khi mà các bạn thi là các thầy cô sẽ bắt buộc phải nhìn thấy mặt chúng ta và nhìn thấy màn hình chúng ta đang làm cái gì. Đây là cái yêu cầu bắt buộc nhé, không phải là tôi bịa ra đâu, đây là sự thật đấy. Nếu mà bạn nào không đáp ứng được cái việc này thì chúng ta sẽ không được thi. Được chưa? Không được thi và các chúng ta sẽ phải thi ở một kỳ thi riêng ở cuối kỳ. Đấy. Nên là cố gắng sắm cho mình những cái thiết bị, ví dụ như cam thì nó không đáng bao nhiêu cả thì em cố gắng. Được Vâng. chưa? Đấy, Em thì để chuẩn bị trước đi chứ không mấy nữa thi là đến lúc thi những cái môn sắp tới ấy, là dở hơi đấy. Đấy tôi nhắc trước thế. Bởi vì khi mà chúng tôi cho thi là chúng tôi phải quay lại màn hình. Quay lại giống như này này, và chúng tôi phải xem trong cái quá trình các bạn làm bài ấy, thì màn hình các bạn đang làm gì, có kiểu dạng như là gian lận hay là tìm kiếm cái gì không. Nếu phát hiện ra phát đình chỉ luôn. Đấy. Và bắt buộc là chúng tôi phải nhìn thấy mặt các bạn để tránh cái việc là ngồi người khác ngồi bên cạnh làm hộ. Thì đấy là cái yêu cầu bắt buộc từ phía ban đào tạo. Thì chúng ta cố gắng tuân thủ. Đọc cái cách giải quyết nó đi nhá. Được chưa, có bạn nào hỏi gì không? Có ai hỏi gì về cái các cái cách xử lý côn bách không? À, côn bách heo không?
Nhớ đấy để mà sau này mà làm, không là dính là đến lúc đấy là một là đi làm bị chửi. Thực ra cũng chẳng ai chửi đâu, bởi vì code của ông làm ra thì ông tự chế ra thì ông đi mà tự đi mà hot seat cũng chẳng ai chửi đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng không hay lắm. Đấy là những cái quy luật rồi. Người ta đã viết ra thành văn bản, thành thành các cái lời khuyên thì chúng ta cũng nên làm theo. Chứ tất nhiên là các bạn viết callback thì code ngu thì tự đi chịu lấy, trừ khi các bạn nghỉ việc thì thằng khác phải hot thì nó vừa code nó vừa chửi đó, không có việc gì lắm. Lúc đấy thì chắc là lại giống như tôi vừa rồi, hắt xì liên tục cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng mà tốt nhất là chúng ta có ý thức để làm một chút là được rồi. Ok, sang phần tiếp theo nhá, khái niệm về promise nhá. Ngon, đọc cái phần này đi, đọc cái đoạn này đi, rất là dài. Thì đây là tôi dịch lại cái định nghĩa về promise ở từ trang Mozilla, developer mozilla.org, à không phải dịch lại mà đọc lại, copy lại cái phần này. Thì promise nói về cơ bản thì là nó là một cái thủ thuật để giúp chúng ta xử lý được cái việc bất đồng bộ, và đặc biệt là dành cho cái việc là gửi request cũng như là check các cái công việc từ phía server mà phía client chúng ta cần phải thực thi được. Thì đây, nói ngắn gọn lại thì promise nó là một đại diện cho một cái giá trị ở thời điểm hiện tại, có thể chưa tồn tại nhưng sẽ được xử lý và có giá trị vào một thời gian nào đó trong tương lai. Việc này giúp bạn viết các dòng code xử lý không đồng bộ trông có vẻ đồng bộ hơn. Nghe có vẻ hơi 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 lằng ngoằng. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ như sau cho chúng ta. Đây, tôi tạo ra một cái thư mục mới. Đây, lesson 8. Rồi. Ví dụ tôi sẽ có cái file là fetch.html. Đây, ví dụ như này. Như này đi. Thì đây, tôi sẽ có cái mốc API. Đợi tôi một chút, tôi sẽ demo cái phần này. Đây, ví dụ như sau, ở trong cái thẻ script của tôi thì tôi có cái var API URL bằng cái đường dẫn là https 2 chấm sược sược, cái đường dẫn như này, và hotel. Đây là một cái đường dẫn giúp tôi lấy ra danh sách của các khách sạn mà thông tin của nó tôi lưu ở trên này. Dạ, gồm 8 khách sạn, nếu thích thì tôi tăng lên thành 10 khách sạn đi, hay 10 khách sạn. Dạ, cái này là cái gì thì tí nữa lúc sau nào có thời gian tôi sẽ demo cho chúng ta. Và bây giờ tôi muốn lấy ra cái thông tin của các khách sạn đấy. Đây, nó chính là những thông tin như này. Hoặc là tôi sẽ test bằng Postman cho các bạn nhìn nó dễ. Đây, gồm 10 khách sạn. Ủa, đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Đấy, bao gồm 10 khách sạn như này. Thông tin của nó đây, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng JavaScript để tôi lấy dữ liệu từ cái đường dẫn này về. Được chưa? Chúng ta có cái fetch. Làm fetch. Này. Rồi. Làm fetch như thế nào? JavaScript fetch. Option. Rồi, ok. Thì chúng ta có cái hàm fetch này, nó là gọi đến cái đường dẫn này để lấy cái tập tập dữ liệu mà có, ví dụ nó cái tập dữ liệu nó trông như này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ gán cái dữ liệu của thằng fetch này va data hoặc là va hotel bằng cái fetch API này, và tôi tiến hành là console log cái hotel ra. Nha. Chúng ta sẽ xem cái kết quả nó lấy được là gì. Được chưa? Đây, output. Đây, copy path này. Chúng ta mở cái đường dẫn này ra.
fan xuống và F12. Tôi thấy nó trả về cái gì ạ? Cái fetch này nó trả về cho chúng ta một cái promise mà nó không trả về cái tập data mà chúng ta mong muốn. Ở đây. Nó không hề trả ra cái thứ mà chúng ta mong muốn. Được chưa? Mà nó trả ra cái promise. Thế vậy thì cái promise nó là cái deck gì? Đúng không? Đây, nó trả ra cái deck gì tôi chẳng biết. Đây, editable stream cái gì, tóm lại nó không có cái tập dữ liệu của tôi mà nó cũng không có lỗi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái vấn đề như sau. Như sau. Đầu tiên chúng ta có một cái API và cái hàm fetch ở đây này, cái hàm fetch mà tôi đang dùng này. Hàm fetch nó là cái hàm để gửi request từ code JavaScript đến một cái API hay là một cái server nào đấy để lấy dữ liệu này. Dạ. Tuy nhiên chúng ta không thể nào biết được, không biết server sẽ mất bao lâu để trả về được cái kết quả của chúng ta. Mà các bạn biết rồi, khi mà vào hotel bằng fetch thì nó cần phải thực hiện ngay và nó gán ngay giá trị cho hotel. Dạ. Do đó cái hotel này nó chắc chắn là nó sẽ không 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 chờ nổi đến khi mà server nó trả về kết quả cho mình và mình gán cho nó cho cái biến hotel này được. Do đó khi mà bất kỳ khi nào các bạn dùng cái việc là gửi request từ code JavaScript lên một cái server nào đấy để lấy tập data thì chúng ta sẽ không thể nào mà lấy ngay được giá trị mà chúng ta phải chờ. Còn chờ đến bao giờ thì cũng không ai biết được. Không ai biết được. Do đó chúng ta cần phải sử dụng cái thằng promise để xử lý cái bài toán này. Tức là khi tôi gửi request đi, khi tôi gửi cái request này đi thì tôi phải chờ, tôi phải có một cái công cụ nào đấy để chờ cái đường dẫn, cái server của cái đường dẫn này này nó trả được cho tôi một tập dữ liệu. Sau đó bao giờ nó trả về rồi thì tôi mới thực hiện cái việc tôi gán cho cái biến hotel ở đây thì mới được. Chứ còn nếu không thì chúng ta không thể nào mà lấy được dữ liệu ra, bởi vì cái thằng này chắc chắn nó sẽ trả lâu, trả cái dữ liệu sau khi nó thực hiện gán cái việc cái phép gán này cho cái biến hotel. Được chưa? Thì đấy, thì tóm lại là đấy là cái ví dụ. Thì ở đây chúng ta có một cái phần giải thích một cái khái quát. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái việc gửi request đi thì là chắc chắn là nó sẽ không có thể nào có giá trị ngay tại thời điểm diễn ra cái việc gán kia. Thì ở đây nó đã viết, tôi đã viết là một promise đại diện cho một giá trị ở thời điểm hiện tại có thể chưa tồn tại. Thì khi mà chúng ta gửi cái fetch kia đi thì chắc chắn là cái giá trị là tập data ấy, nó chưa có và nó sẽ được xử lý ở trong tương lai khi mà server nó trả về tập data cho các bạn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có một cái khái niệm về thằng promise nó như vậy. Và cái promise này nó sinh ra để giải quyết cho chúng ta cái việc là bất đồng bộ, đặc biệt là khi gửi request đi. Thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là làm thế nào để tạo ra được một cái promise. Đúng không ạ? Thì tạo ra một cái promise bằng cú pháp như sau. Đầu tiên là new promise và có một cái callback ở phía trong này. Đây, cái callback phía trong này. Được chưa? Thì trong cái callback này nó có hai tham số mặc định là resolve và reject. Được chưa? New promise function resolve project. Thì trong cái tham số ở đây, resolve và cái project nó đại diện cho cái việc là các cái trạng thái của thằng promise này nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì ở trong này chúng ta với mỗi một cái promise chúng ta có ba trạng thái. Trạng thái thứ nhất là pending, trạng thái thứ hai là fulfill hay gọi là resolve, trạng thái thứ ba là reject. Được chưa? Thì lúc nãy chúng ta có một cái việc gửi ở đây. Được chưa? Các bạn thấy là bây giờ nó resolve rồi, nhưng mà bây giờ tôi reload trang. Các bạn thấy trạng thái là gì ạ? Đầu tiên là pending, nhưng sau đây nhá, để xem cho show lại. Nó resolve nữa, nó nhanh quá. Thì nó sẽ có ba trạng thái này.
Thì cái pending ấy là khi mà chúng ta làm cái gì với promise, promise nó đang chờ ấy, thì đấy là cái trạng thái pending. Trạng thái resolve là khi mà chúng ta nhận được dữ liệu rồi, xong chúng ta xử lý cái gì đi tiếp thì chúng ta sẽ chuyển nó thành resolve. Còn reject là bị lỗi. Tóm lại nó bị lỗi hoặc chúng ta từ chối cái việc xử lý tiếp thì đấy gọi là reject. Đây thì chúng ta có cái var promise bằng new promise function resolve hoặc là reject, và chúng ta log ra cái promise đó, được chưa? Thì trạng thái của nó là trạng thái pending, tạo ra nhưng chưa làm gì. Thì đây chúng ta có như sau, tạm thời comment cái đống này vào. Chúng ta có như sau, và promise bằng new promise. Cái này chúng ta sử dụng được luôn, trong này có cái function resolve và reject nè. Sau đó chúng ta thực hiện là promise, à quên, console.log ra, cái biến promise kia. Thì ở đây chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta thấy cái trạng thái của thằng promise của chúng ta đang là pending. Dạ, trạng thái là pending. Ok chưa? Ở trong cái phần này thì chúng ta hoàn toàn có thể là set timeout function một nghìn hoặc là 3.000, 3 giây chúng ta sẽ gọi đến resolve. Resolve. Dạ. Và ở đây chúng ta log ra, sau khi gọi resolve xong chúng ta console log ra cái thằng promise xem trạng thái của nó là gì. Dạ. Đây chúng ta xem. Ok, là pending. Sau 3 giây thì các bạn sẽ thấy cái trạng thái của nó là resolve. Khi chúng ta gọi resolve như này thì trạng thái của cái thằng promise này nó sẽ chuyển từ cái pending sang cái resolve. Còn nếu trong trường hợp chúng ta gọi cái hàm reject, thì chúng ta sẽ cũng lại chờ xem nó ra cái gì. Đầu tiên là promise. Sau 3 giây thì nó sẽ đẩy ra là trạng thái là reject và có một cái lỗi bật ra ngoài là promise reject uncatch error in promise, là undefined, không biết lỗi đây là lỗi gì. Được chưa? Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành truyền vào đây một cái tham số là hiện th báo lỗi. Được chưa? Chúng ta giảm cái này xuống còn 1 giây. Hiện th báo lỗi. Nếu bật ra cái lỗi mà chúng ta đang 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 cần thông báo ra ngoài. Được chưa? Có hai cái nhé, cái resolve, cái project là về hai cái trạng thái của thằng promise nó sẽ diễn ra như thế nào, thì có cái demo ở đây ở vừa rồi, được chưa? Tiếp theo thì cái tôi vừa giải thích cho các bạn về cái việc là chúng ta sẽ gọi là thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào, được chưa? Thì ở trong cái code của promise ấy, thì chúng ta khi chúng ta trả về return resolve này, bạn thấy ở đây nếu return return resolve này thì cái thằng promise này nó có thể chấm gen, tức là xử lý xong cái đoạn code ở phía trước cái thằng resolve này rồi thì nó được phép là nhận cái kết quả do cái số đây, nhận cái kết quả số 2 này, nhận kết quả số 2 này. Sau đó chúng ta nhận, tức là xử lý xong cái đống này thì ở đây chúng ta có thể là gen một cái gì đấy. Đây ví dụ như sau, tôi sẽ có một cái ví dụ cho các bạn như sau. Đầu tiên là new project, new promise, được chưa? Thì ở trong này tôi có một cái hàm là set timeout, được chưa? Và tôi set timeout trong 3.000 giây. Tôi có cái là return return resolve resolve với giá trị là 100, được chưa? Thì ở đây tôi có thể làm như sau. Đầu tiên là console log, được chưa? Đây tôi sẽ viết ở đây console log một, được chưa? Trong này tôi sẽ tiến hành là console log 2,
Lốc 2 và tôi resolve cái 100 này thì chúng ta sẽ có như sau, console log ra thì ạ, và không chúng ta gọi thẳng cái promise, promise.gen function, sau này chúng ta nhận một cái data và tiến hành là console log cái biến data đấy ra ngoài. Dạ, bây giờ chúng ta xem nó đang làm cái gì. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Một này. Hai và 100. Được chưa? Thì chúng ta thấy là nó đáp ứng nó đang làm gì. Đầu tiên khi mà promise này chạy này, cái promise này chạy này thì nó sẽ chạy ngay vào trong cái new promise này và nó sẽ log ra cái số 1 ở đây ngay. Được chưa? Sau đó nó sẽ chờ cái set timeout này nó được thực thi. Dạ, nó được thực thi. Thì thực thi xong thì chúng ta sẽ có là console log, tức là sau 3000 giây, 3000 ms giây thì nó sẽ thực hiện cái lệnh là console log 2. Và chúng ta return cái resolve 1000 à 100. Được chưa? Thì cái số 100 này nó được gán cho cái biến data này. Bởi vì cái data này nó được log ra ở ở cái gen mà. Được chưa? Khi mà chúng ta resolve xong chúng ta gán giá trị vào đây thì cái gen này có một cái function data thì cái data này nó bằng cái số được chúng ta ném vào trong cái resolve và chúng ta có thể làm việc tiếp, tức là nó chạy nó sẽ chờ cái thằng này xử lý xong hết và đến khi nào nó gặp cái resolve thì cái hàm gen này và cái function này và function vô danh, cái hàm vô danh ở trong cái hàm gen nó mới được chạy. Được chưa? Thì đấy nó là cái việc là resolve và cái gen là cái gì. Được chưa? Bây giờ các bạn viết lại cái ví dụ này giúp tôi đi, làm luôn, viết luôn vào trong cái bài tập của các bạn, cái trình duyệt, cái tool code của các bạn, xem nó chạy không. Đâu rồi, bật cam lên ô hay bọn này. Phần promise này nó khó đấy nhá, không dễ đâu, đặc biệt là với các bạn chưa tiếp xúc với cái promise bao giờ nên là bắt buộc phải làm, không hiểu gì cũng phải viết và chúng ta phải chạy thử xem nó là cái gì.
chưa các thím ơi? Cố được chưa? Rồi ạ. Chạy đúng không? Vâng. Thì ví dụ chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở ngay bên dưới ấy, nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái ví dụ nào ta? Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ví dụ này nhá. Được chưa? Bây giờ tôi có một cái đoạn code như sau. Đây, tạm thời tôi xóa cái này đi. Tôi có một các cái hàm set tham-out. Tôi có các cái hàm set tham-out như sau. Để demo cho nó rõ ràng, đây là 1.000 này. Và đây là 5.000. Tôi có console log 1. Được chưa? À, cái này là 4.000. Còn số lốc 2 3.000. Còn số lốc 3 2.000. Còn số lốc 4 và 1.000. Còn số lốc 5. Dạ. Và tôi sẽ có thêm một cái con số lốc 0 ở đây nữa. À, dạ. Bây giờ với bốn cái với cái đoạn code này, dạ, tôi chạy thì output của nó sẽ là gì ạ? Với cái đống code này này, đây, với cái đống code tôi đang show ở đây, console log 0, 1, 2, 3, 4, 5 thì output 0, nó sẽ là gì ạ? 0, 5, 4, 3, 2, 1. Đúng rồi, nó sẽ ra là 0, 5, 4, 3, 2, 1 theo thứ tự thời gian. Được chưa? Bây giờ có cách nào để tôi có thể là hiển thị nó đúng theo thứ tự là 0 1 2 3 4 5 không? Có không? Ví dụ tôi sẽ xử lý cái bài toán là từ 0 ra thằng 1 này. Được chưa? Nhưng mà bắt buộc nó phải chờ trong vòng 5 giây thì nó mới ra thằng 1 này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì đây tôi sẽ thử cho các bạn coi xem nó có đúng không. À, tôi sẽ đầu tiên tôi có một cái va promise bằng new promise. Dạ, trong này có một cái function nhận là reson và reject. Dạ, thì trong này tôi sẽ có là con số lốc không, bóc mẹ như thế này, đây, con số lốc không, dạ, sau đó tôi đi copy tiếp cái đoạn con số lốc 1, 5.000 này, dạ, thì đây, thì tôi sẽ thực hiện là con số lốc 1, và tôi tiến hành là return, cái, à đây, con số lốc 1, đây, con số lốc 0 nhá. Tôi tiến hành là return reson. Được chưa? Tiếp theo tôi có promise.then function. Được chưa? Trong cái promise này tôi thực hiện ra cái timeout con số lốc 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Không này. Chờ tận 5 giây thì nó mới ra số 1. Được chưa? Tức là nó bắt thằng này phải chờ cái set timeout này chạy xong rồi thì mới làm gì tiếp thì làm, đúng không ạ? Bây giờ tôi tiếp tục, sau khi tôi xử lý như này, tôi tiếp tục bắt nó chờ tiếp đến khi nào mà nó ra được cái đến hết 4.000 giây mili giây nữa nó ra con số lốc 2. Được chưa? Thì ở đây tôi có một cái ví dụ nó chạy như sau này. Đầu tiên new promise này, set timeout này, reson này, được chưa? Nhưng mà trong cái gen này sau khi chạy xong á, sau khi chạy xong á, đây gen sau khi chạy xong tôi return ra một cái promise mới. Được chưa? Đây tôi sẽ làm như sau. Sau khi chạy xong cái này, được chưa?
thì tôi tiếp tục, sau khi con số log 1 ra rồi, tôi tiếp tục return ra new promise. Hãy return ra một cái new promise nữa. Sau này có function resolve và reject. Đó. Ở đây tôi phang cái thằng này ra. Phang thằng này vào. À. Tôi set timeout xong tôi phang cái thằng new promise. Đó, đúng nhỉ? À, đúng không? Tôi phang cái thằng new promise này vào trong. Dạ. À, từ từ đã. Hình như sai mẹ rồi. Đây chứ. Ở đây là return gen này, function này. Chờ chờ tôi chút. Promise gen function này. À đây. Đây 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 đây, gen function này. Ở đây tôi sẽ phải là return ngay, return new promise. New promise trong này có function. Resolve và reject. Đó, xong rồi trong này tôi phang cái đống này vào. Phang cái đống này vào. Và tôi tiến hành là return resolve. Này là của thằng promise này. Đây. Dạ. Xong tiếp tục. Bởi vì ở trong cái hàm gen này nó có return một cái promise mà. Do đó ở cuối này tôi lại được sử dụng thêm một cái gen nữa. Đây tôi sẽ enter xuống dòng. Đấm gen lại function. Bởi vì cái resolve ở phía trên này và ở đây tôi không truyền data cho nên là trong này tôi cũng không nhận giá trị, được chưa? Thì trong này tôi lại tiến hành là return. Tôi đi copy loại cái đống này. Copy lại cái đống này. Đây. Then return new promise các thứ, đây là 4000 và đây là số 2. Dạ. Chúng ta xem nhé, output này. Không này. 5 giây. 1 4 giây nữa. À. Được chưa? Thì đây nó là cái cách của chúng ta xử lý cái việc bất đồng bộ. Tức là phải chờ xong 5 giây, 5 giây thì nó log ra số 1. Tiếp theo chờ tiếp 4 giây để nó log ra số 2. Được chưa? Cứ thế nó chờ thôi. Thì chúng ta sẽ biết nó như sau. Đầu tiên tôi có một cái biến promise bằng new promise. Tôi log số 0 ra và tôi return resolve luôn. Thì khi mà tôi gọi cái promise này một phát thì là tôi đã có thể là chấm gen rồi, bởi vì trong cái thằng promise này tôi tiến hành là return resolve. Mà có khi mà chúng ta có return resolve thì cái promise đó có thể chấm được gen. Dạ. Thì ở trong cái hàm gen này tôi tiến hành là lại return tiếp một cái new promise. Trong cái new promise này tôi tiến hành là return một cái resolve nữa. Dạ. Thì khi mà tôi có return resolve ở cái promise này thì tôi lại được một lần nữa chấm gen. Dạ. Và cứ thế nếu mà làm tiếp tục như này thì tôi sẽ có thể là chạy từ đầu đến cuối, từ 0 cho đến số 5. Được chưa? Theo đúng thứ tự số của nó, mặc dù là các cái số nó có thời gian chờ đợi khác nhau. Được chưa? Bây giờ các bạn, tôi sẽ để các bạn cái code này. Bây giờ yêu cầu các bạn là làm cho tôi cái ví dụ để hiển thị ra được các số từ 0 cho đến 5 và các số này có thời gian chờ đợi là mỗi cái giảm đi 1000 ms. Chứ nó không hiển thị ra là 123 054321 nữa, mà bây giờ tôi hy vọng là khi mà chúng ta viết thì nó sẽ ra được là 012345. Được chưa? Làm luôn cho tôi cái này xem nào. Làm luôn, tôi đang để màn hình đây rồi. Làm đi. GitHub desktop. Giết nâng cao không có, môn này không có. À, ok, kệ ra không đi. Thầy tạo đi thầy. Không. Bắt buộc phải code.
Cô đi. Chạy chưa các bạn ơi? Đâu rồi? Thằng Hiếu chạy đi nhá. Minh Hiếu. Em đang thiếu chấm phẩy thế ơi. Chấm phẩy á? Vâng. Chấm phẩy ở đâu? Xem màn hình cái gì nào, xem chạy chưa. Return đợi thế. Xem màn hình đi. Vâng đây ạ. Đang lỗi đâu. Return chấm resone à, bỏ dấu chấm ấy đi. À. Rồi vẫn còn kìa.
Đấy, quên chương trình. Đấy là 2. Cái số 5 là số 2. Đấy, 2. 3. Hai số 4 à? Đây ạ. 1, 0 này. 1. 2. 3. Rồi, lưu cũng chạy xem nào. Đi thôi ạ. Ừ. Rồi, ok. Đây là cách sử dụng Promise nhá. Thì ở đây tiếp tục một chút này. Thì chúng ta lưu ý cho tôi một vài thứ như sau. Khi mà trong cái hàm Promise này nó chúng ta return result ấy. Nếu trong trường hợp chúng ta return result thì cái đoạn tiếp theo ví dụ var promise này, và trong cái đoạn này chúng ta return result thì promise được phép dùng gen, dùng rất chấm gen. Được chưa? Gen thì ở trong cái function này thì ở trong result các bạn nhận giá trị bao nhiêu thì ở cái biến data này các bạn nó chính là cái giá trị mà các bạn truyền vào trong result. Được chưa? Phải có return result thì chúng ta mới được dùng gen. Được chưa? Tiếp theo, nếu trong trường hợp mà các bạn làm cái gì đấy nó báo lỗi, được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là return to reject. Dạ, return to reject. Thì khi mà cái promise của chúng ta mà có return reject thì chúng ta không được dùng chấm chấm gen mà chúng ta phải dùng là chấm catch. Tức là báo lỗi, được chưa? Giống như ở đây này. Chúng ta có promise bằng new promise này. Set timeout 1000 này. Console log 1 sau đó là return reject message báo lỗi, được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái promise.catch. Bởi vì trong này nó return ra reject mà, do đó là promise.catch. Thì nó sẽ, khi mà chúng ta catch thì nó sẽ là nó sẽ dừng cái promise cái việc code của chúng ta lại, tức là nó không dừng hẳn đâu mà nó sẽ bắt cái lỗi đấy, giống như cái try catch ấy. Nó bắt cái lỗi và chúng ta hoàn toàn có thể lốc được cái lỗi đi ra ngoài để chúng ta xem nó là cái lỗi đấy là cái gì, được chưa? Nhớ nhá, resolve thì đi với gen, reject thì đi với catch. Thì đấy là cái logic của chúng ta khi mà return của một cái promise. Đây, ví dụ chúng ta thực hiện chuyển màu của màn hình sang màu vàng sau 1 giây, sau đó chuyển sang màu xanh lá. Đây, thì chúng ta làm như này. Chúng ta đầu tiên là có thể là dùng cái set timeout, sử dụng callback thì chúng ta set timeout document query body style background yellow này trong 1 giây, sau đó set timeout cái document query selector sang background sang màu xanh sau 1 giây nữa, được chưa? Thì đấy nó là cái cách mà chúng ta sử dụng callback. Cách mà không sử dụng callback thì chúng ta có như nào? Chúng ta tạo ra một cái hàm là set color per time, được chưa? Thì chúng ta có return cái new promise, ở trong này chúng ta có set timeout function là chuyển nó sang thành màu vàng này, được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành return result và truyền tiếp cái time vào. Thì ở trong đoạn dưới chúng ta sẽ thực hiện là set, gọi cái hàm là set color per time yellow 1000. Đây, yellow là màu vàng, là cái biến color, còn time là 1000 ở đây. Thì khi mà cái hàm nó được chạy thì nó return ra một cái promise, và cái promise này nó có cái result, do đó tôi được dùng gen, được chưa? Gen trong cái function này tôi lại gọi tiếp đến cái hàm mà set color per time, được chưa? Tiếp theo là set color per time là green và 1000 nữa, thì nó lại gọi tiếp đến cái hàm này, nhưng mà với cái màu bị thay đổi là màu xanh, được chưa? Tôi không muốn chạy nữa thì tôi dừng lại, tôi thôi không gen không catch gì nữa, hoặc là tôi catch luôn được. Thì đấy nó là cái logic cho cái việc xử lý cái bài này, được chưa? Các bạn code lại cho tôi cái đoạn này xem là nó có chạy không. Code lại cho tôi cái đoạn function, cái đoạn code mà xử lý với promise. Làm đi nhá. Làm đi để cho nó quen với cái promise. Không là sau này chúng ta sẽ làm nó rất là khổ đấy. Bài đợt này nó không dễ đâu.
Chưa có thím ơi. Có chạy không? Đâu hết rồi? Ô, bọn này. Dũng chạy chưa? Cô đã chạy chưa? Em đánh chưa xong ạ. Ủa ôi. Em đánh gần xong rồi ạ. Thế đang nhanh đây. Nhanh lên xem nó chạy không. Thì chưa tiếp tục nhá. Chúng ta đọc cho tôi cái phần bài này. Rồi ạ. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ có một cái bài toán là nếu mà trong trường hợp chúng ta mong muốn đạt điểm môn Z nâng cao để trên 9 điểm thì đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Nếu mà đạt đủ điều kiện này thì nhà trường sẽ trao giải cho bạn một chuyến đi du lịch Singapore. Nên để biết được kết quả bạn có được đi Singapore hay không thì cần phải chờ sau khi thi hết block 1,5 tháng. Do đó chúng ta cần phải tạo ra một cái kịch bản và các hành động có thể xảy ra sau cái thời điểm này, tức là lại quay trở lại với cái là cái kết quả sẽ nhận được ở tương lai, đúng không ạ? Ở tương lai thì là tạo ra promise, thì là tương đương với là chúng ta cần phải tạo ra một cái promise. Thì ở trong này tôi có cái xử lý giải pháp xử lý như sau. Tôi có cái H2 là cái đoạn loading này. Dạ. Tiếp theo tôi có một cái function quá trình học truyền vào đây là total mark và thời gian, được chưa? Tôi có return ra một cái new promise, trong này tôi có set timeout với cái khoảng thời gian chờ đợi là cái time các bạn truyền vào, được chưa? Tôi có trong cái quá trình set timeout đấy thì tôi có nếu total mark lớn hơn bằng 9 thì chúng ta resolve total mark, còn nếu không đạt được là lớn hơn bằng 9 thì chúng ta tiến hành là reject vì không mới cái message là không đủ điều kiện sinh viên xuất sắc, được chưa? Thì ở trong này chúng ta có cái điểm tổng kết và cái thời gian thì nó bằng với cái thông số các bạn nhập vào, nhập điểm tổng kết đây, nhập thời gian delay đây, được chưa? Chúng ta gọi đến hàm quá trình học, chúng ta đưa cái điểm tổng kết và cái thời gian vào, được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là gen, tức là nếu trong trường hợp mà nó resolve thì chúng ta có gen function vận chuyển một cái mark và chúng ta có H2 và Intertech đi Singapore vì điểm tổng kết bằng bao nhiêu đấy. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp mà điểm của bạn mà không được đến 9. Được chưa? Không được 9 thì chúng ta sẽ nó sẽ chạy cái reject này và chúng ta có cái catch function error H2 Intertech bằng cái tech ở đằng này. Được chưa? Và output của chúng ta nếu mà chúng ta điền trong trường hợp là 9 và 1500 thì sau 1,5 giây thì nó sẽ hiển thị ra là đi Singapore vì điểm tổng kết bằng 9, được chưa? Tiếp theo nếu trong trường hợp chúng ta điền vào đây là 8 và 1,5 à 1.500 thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Không đủ điều kiện sinh viên xuất sắc, được chưa? Bây giờ chúng ta check lại cái bài này xem là chúng ta có hiểu được cái đoạn cái mớ code này không? Được chưa? Tôi cho chúng ta mấy phút để check cái đoạn code này xem là có hiểu không. Nếu không hiểu thì phải hỏi luôn. Hoặc chúng ta sẽ cốt thử ra xem có được không.
Không ai hỏi han gì à? Nghe chừng lớp này học Promise thấy dễ nhỉ? Đâu rồi? Phát biểu cảm tưởng là Trung Hiếu. Ừ. Bọn này trốn đi đâu? Đọc đọc ví dụ thì cũng hiểu hiểu thế ạ. Cậu biết tôi học cái Promise này để tôi ném vào đây cho các ông mất mấy ngày rồi. Mà các ông đọc xong mà các ông hiểu ngay được, tôi thấy các ông hơi bị tài đấy. Nhìn nó cũng vào vào. Vào vào éo mà vào vào đến lúc đéo cốt được đâu mà. Rồi ok. Ở trong cái Promise này chúng ta có một vài cái lưu ý như sau. Đây chính là cái đoạn ví dụ lúc nãy tôi làm cho các bạn đấy. Đó là khi mà chúng ta thực hiện nhiều lệnh gen liên tiếp thì cái điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nhé. Chuyện này xảy ra bình thường. Dạ. Tuy nhiên là nó sẽ không theo tuân thủ theo thứ tự thời gian đâu. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cứ gen gen giống như trong cái ví dụ ở trên trên máy tôi, trên màn hình của tôi này, thì nó sẽ không thực hiện theo thứ tự thời gian, cái nào gen trước chạy trước, cái nào gen sau chạy sau không có đâu. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy output này, này. Đầu tiên là cái này nó có promise, nó có số lốc 1, ok đồng ý. Nhưng mà đến cái thứ hai, đến cái thứ hai, tức là nó chỉ chạy cái promise một lần đầu tiên, nó chờ 1.000 giây, 1.000 mili giây nó chạy. Nhưng mà tiếp theo nó sẽ chạy số 4 trước, bởi vì con số lốc của số 4 là 2.000, số 3 là 3.000, số 4 là số 2 là 4.000, thì nó sẽ đảo ngược lên 1, 4, 3, 2. Được chưa? Tức là nó chỉ tuân thủ cái đầu tiên thôi. Nhưng mà đến cái thứ hai thì là nó, cái thằng nào xong trước nó sang ra trước. Được chưa? Nó không tuân thủ theo thời gian, do đó là cái này nó không xử lý bất đồng bộ. Mà để thực hiện được cái gen liên tục mà vẫn đảm bảo được cái thứ tự thì phải làm như cái ví dụ lúc nãy tôi bảo, tôi yêu cầu các bạn làm ấy, là trong mỗi cái gen chúng ta return ra một cái promise. Được chưa? Thì như vậy chúng ta mới xử lý được cái công việc này. Được chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta có một cái thủ thuật nữa là promise on. Tức là chúng ta thực hiện nhiều cái promise cùng một lúc. Được chưa? Thì chúng ta có cái hàm là promise.on là tham số truyền vào là một mảng các promise cần thực hiện. Trong đó tham số chấm gen chính là mảng chứa các kết quả từ các promise. Thì đây có một cái ví dụ như sau. Ở trong cái hàm assignment này, assignment 1, thì tôi có return new một cái promise. Trong này tôi sẽ có va bằng prompt nhập điểm assignment 1 return result, được chưa? Assignment 2 cũng vậy, được chưa? Thì ở đây tôi có cái promise on thì là nó sẽ thực thi cả hai cái hàm này. Bởi vì hai hàm này về bản chất là nó không cần gọi là cái gì, nó không cần chờ kết quả của nhau, được chưa? Nó thực hiện riêng biệt, cho nên chúng ta có thể sử dụng nó song song cũng được, chẳng sao cả, được chưa? Nhưng mà ở cái hàm gen ở đây này, ở cái hàm gen này, này thì yêu cầu là cả hai cái promise assignment 1 và assignment 2 đều phải thực thi xong rồi và trả về kết quả rồi thì tôi mới tính toán được điểm trung bình. Được chưa? Thì mới tính toán được điểm trung bình. Thì ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái assignment 1 các bạn hiển thị nóng à? Các bạn thực hiện nó sau 1 giây nhưng mà với cái thằng assignment 2 này là sau 5 giây. Được chưa? Thì cái thằng gen này nó sẽ chờ cả hai thằng này thực thi xong hết. Được chưa? Thực thi xong hết cả hai thằng này thì nó mới dạng chạy cái hàm nằm trong cái hàm gen này. Và nó sẽ tính được ra cái điểm trung bình của nó là result 0 và result 1. Bởi vì cái result 0 ấy là cái kết quả trả về của thằng này, còn result 1 là kết quả trả về của thằng assignment 2 và tính ra điểm trung bình. Thì output của chúng ta, ví dụ chúng ta nhập điểm assignment vào 1, điểm assignment 2 là 9 thì điểm trung bình của chúng ta là 8 điểm. Và nó chờ đến bao giờ hai thằng ấy chạy xong thì thôi. Thì đấy là ý nghĩa của cái hàm promise on. Được chưa? Các bạn code lại cho tôi cái đoạn này xem là nó có chạy đúng như là những cái gì tôi đang để ở ngoài này không. Làm đi nhá. Đây, code lại cho tôi cái đống này. Đợt này sao mình lại không đưa bài tập vào trong này nhỉ? Còn ví dụ. Được chưa? Rồi ok, thế phần đấy các bạn về nhà các bạn làm đi. Thì lại quay trở lại cái ví dụ. Đây, cái ví dụ này, cái ví dụ fetch dữ liệu kìa. Đây tôi sẽ demo phần này. Khi mà chúng ta fetch dữ liệu như này. Đây tôi sẽ có cái việc là fetch cái API URL. Chỉ như lúc nãy ấy, ví dụ tôi có var data bằng cái này. Tôi tiến hành console log
console log data thì các bạn sẽ nhìn thấy cái output của thằng này ấy, thì nó là một cái promise rồi đúng không ạ? Thì về bản chất cái hàm fetch này để lấy dữ liệu, nhưng mà nó người ta, những người làm ra cái hàm này người ta đã chủ động ép cái thằng fetch này thành một cái promise rồi, được chưa? Do đó ví dụ như chúng ta có data bằng fetch như này thì chúng ta hoàn toàn có thể là console log data chấm gen gen function, à quên nhầm, đây chúng ta có cái data chấm gen gen một cái function gen một cái function đây là hotel, được chưa? Và chúng ta tiến hành là console log, console log ra đấy hotel hay gì kia thì chúng ta sẽ lấy ra được cái tập dữ liệu của gì đây CORS. Sao lại bị này ta? CORS là bị cross cross origin. Thế chờ tí để tôi cài thêm cái thư viện. Gì nhỉ? Chờ tí nhá. CORS extension. Để xem cái này nó được. Gì đây? Rồi giờ sao? Đây, bật nó lên rồi. Giờ chúng ta check lại. Đó. Put delete. Override. Được không anh nhỉ? Respond này, time này, header, body. Sao nó lại không hiển thị được kết quả nhỉ? JavaScript fetch data from mock API. Như thầy thiếu method. Thiếu method à? Vâng, trên test phải có method. Method. Get đúng không? Vẫn thế mà. Để vào network này nào. Đây có ra dữ liệu rồi. Nó có ra dữ liệu rồi chứ. Gửi đi rồi này. Nhưng mà nó đang không lấy được dữ liệu ra. À, rồi rồi. Ok. Fetch này này. Đây tôi sẽ thử lại. Fetch này. Gen này. Thầy bay màu rồi. Thầy đứt rồi. Hiếu gọi thầy vào, Hiếu ơi. Đang nói tự nhiên thầy bay màu. Trong mất mạng.
Tôi vừa bị out ra ngoài các bạn. Vâng thầy ạ. Ủa. Đây nha, nhắc lại này. Tôi tạo ra các bài lab 4 và lab 5 nhá. Thì due date là ngày 27 tháng này. Được chưa? Tức là ngày thứ 6. Được chưa? Cuối ngày thứ 6 các bạn nộp lại cho tôi. Được chưa? Thì bài ngày hôm nay chúng ta học về cái phần promise, thì hy vọng các bạn về các bạn còn nhớ được cái promise là cái gì và chúng ta làm bài tập. Được chưa? Cái promise nó rất là quan trọng sau này, kể cả sau này các bạn học về async await, thì về bản chất thằng async await thì nó cũng là cái nó trả về cho chúng ta một cái promise mà thôi. Thì do đó chúng ta cần phải nắm được cái khái niệm về promise cơ bản thì chúng ta mới làm được tiếp. Các cái trạng thái của nó là gì, gen là như nào, catch là như nào, resolve là cái gì, reject là cái gì. Đấy là những cái mà chúng ta bắt buộc phải nhớ được để mấy nữa còn sử dụng. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành điểm danh. Thế thêm là làm lab 4 là đến hạn ngày kia đúng không thầy? Đúng rồi, lab 4 và lab 5 nhá. Cả hai lab nữa. Cả hai lab luôn. Vâng, vâng. Ok, điểm danh này đăng chung. Văn Ánh. Hữu Tú. Văn Nam. Bích Thảo. Văn Thành. Trung Hiếu. Thùy. Viết Tú. Phan Tuấn Anh. Phan Tuấn Anh. Trần Thị Yên. Trần Thị Yên. Vũ Duy Đăng. Nguyễn Việt Hoàng. Nguyễn Vũ Dũng. Phạm Ngọc Anh. Lê Anh Tiến. Đỗ Anh Thái. Nguyễn Bá Tú. Nguyễn Bá Tú có không? Phạm Ngọc Anh rồi, Lê Anh Tiến rồi. Nguyễn Duy Hiếu. Vũ Đức Hải. Vũ Đức Hải. Phan Ngọc Quang. Không có luôn à? Nguyễn Văn Khương. Nguyễn Văn Khương. Phạm Thị Hoài Thu. Nguyễn Duy Hiếu, ok rồi này. Nguyễn Trung Nam. Trần Văn Quang. Đinh Văn Thi. Đinh Văn Thi. Lê Đình Vinh. Lê Bá Quốc. Trần Đức Thuận. Nguyễn Công Tuấn. Nguyễn Bá Hưng. Nguyễn Bá Hưng. Đỗ Thanh Lâm. Đỗ Thanh Lâm có không? Hồ Trọng Toản. Hồ Trọng Toản. Đinh Thành Vinh. Đinh Thành Vinh. Đinh Công Tuấn Anh. Tống Quang Đại. Tống Quang Đại có không? Vương Chí Hiệp. Lê Đức Huy. Nguyễn Tiến Tuân. Nguyễn Tiến Tuân. Cao Thế Tung. Phạm Minh Hiếu. Đâu rồi? Phạm Minh Hiếu rồi. Rồi, còn bạn nào vắng không ạ? Còn bạn nào mà vắng chưa được điểm danh không? Nếu chưa điểm danh thì ới lên. Rồi ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhá. Về làm bài tập và làm quiz, nhớ làm bài quiz đấy. Không là lại toang ấy nhá. Rồi ok.